Đà Nẵng đang dồn sức phòng chống dịch COVID-19. Một trong những biện pháp quan trọng trong những ngày qua là hoạt động của các chốt kiểm soát dịch, kiểm tra giấy đi đường của người dân, kể cả cán bộ công nhân viên chức đi làm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, nếu như ở khu vực nội thị và các khu vực cách ly y tế, việc tổ chức chốt chặn kiểm tra theo chỉ thị 05 của thành phố thực hiện khá nghiêm ngặt, thì vẫn còn một số nơi công tác này còn chủ quan và buông lỏng. Khu công nghiệp Hòa Cầm có hai cổng đi vào. Một cổng vào từ phía Ủy ban Nhân dân phường Hòa Thọ Tây thì được kiểm tra nghiêm ngặt. Sáng nay, lực lượng công nhân đi làm qua cổng này khá đông. Tất cả được đo thân nhiệt, ai đeo thẻ thì đi qua, ai không đeo thẻ thì phải trình giấy đi đường. Tuy nhiên, tại cổng chính, từ đường 14B đi vào khu công nghiệp thì công nhân vào tự do, không ai kiểm soát. Chỉ có vài người đeo thẻ công nhân. Chỉ có những xe chở hàng hóa khi vào cổng mới buộc phải khai báo y tế. Chú đi vào đây là đi vào khu công nghiệp Hòa Cầm trả bánh hàng bách hóa, bánh kem từ đi Indonesia về và trả hàng tại kho hàng Trăng Xi Mét. Thế mình vào đây khai báo y tế, mỗi lần vào ra là mình vào khai báo y tế. Mỗi lần đi vào cổng khu công nghiệp chính phải khai báo y tế. Đại diện công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Hòa Cầm cho biết, mỗi ngày có vài trăm phương tiện chở hàng hóa qua cổng này. Mặc dù hầu hết các khu công nghiệp khác không lập chốt, nhưng đơn vị vẫn chủ động lập chốt để kiểm tra giấy tờ thông hành của lái xe và khai báo y tế. Còn việc chốt chặn, kiểm tra công nhân vào cổng thì không phải trách nhiệm của đơn vị. Còn các tài xế mà ở ngoài vào á, là mình chỉ là lấy thông tin xong, mình kiểm tra đủ, nhất là có hồ sơ giấy tờ và họ đủ này, và là có kết quả xét nghiệm âm tính rõ ràng này. Mà nếu mà có kết quả xét nghiệm âm tính mà của là PCR thì mới là biết chính xác công ty vào thì mình ra vô. Còn nếu mà kết quả mà test nhanh thì mình phải buộc là công ty phải cho người ra bảo lãnh. Theo quan sát của chúng tôi, công nhân vào khu công nghiệp Hòa Cầm tại cổng chính rất đông và không hề được kiểm tra. Trong khi đó, cả một cung đường dài từ đường 14B kéo dài gần hết đường Cách Mạng tháng 8, nơi có đông công nhân và người dân qua lại, nhưng cũng không hề có một chốt kiểm tra giấy đi đường. Chỉ có một điểm chốt gần giáp đường tránh Tý Loan và một điểm phía trước trung tâm hội chợ triển lãm. Tại quận Cẩm Lệ, dọc theo tuyến đường Cách Mạng tháng 8 rẽ vào các khu dân cư, chính quyền địa phương cũng ít lập các điểm chốt. Thậm chí có điểm chốt có cũng như không. Tại đường Cách Mạng tháng 8 rẽ vào đường Bình Thái 1, địa phương chỉ kéo gác chắn hai phần đường, còn chừa lại một phần đường cho người dân vô tư qua lại. Còn tại đoạn rẽ vào đường Lê Kim Lăng, chốt ở đây được làm rất bài bản. Nhưng lực lượng chức năng ngồi mải mê nói chuyện để người dân tự do ra vào, không ai kiểm soát. Rõ ràng, công tác phòng chống dịch đâu đó còn thực hiện chưa nghiêm, nếu không muốn nói là chủ quan, buông lỏng.